Alo, đứa nào á? Cảm ơn nha, cảm ơn. Giỏi. Sao chú, sao chú? Hết vàng rồi. Ủa trời, sao? Vàng muốn có hết hết vậy? Sao mới có đó hết đó vậy chú? Vậy, chú biểu nó đào, chú không biểu nó đào thôi, vậy đó. Lâu gọi về hỏi thăm. Nói cho bay nghe nè. Chú là coi như là cái đời của chú là coi như là tới giờ này tao để hết cái gia tài này lại cho tụi bay á, là bị vì tao đơn thân độc mã. Còn vợ chồng con là chú chỉ mong muốn là hai đứa bay yêu thương đùm bọc nhau, vốn liếng tao cho bao nhiêu đó rồi giữ lại đó, thấy không, gây dựng cái hạnh phúc gia đình. Cái hạnh phúc gia đình nó khó tìm lắm chứ không phải đơn giản là hai đứa lấy nhau là hạnh phúc đâu ha. Dạ khó lắm. Dạ tụi vậy con đi. Ráng giữ. Dạ chú. Mời con, mời chú. Cảm ơn con đó. Dạ. Vậy là phải lịch sự vậy mới được á. Uống nước đi. Dạ, uống nước. Chú uống nước trà đi ạ. À. Dạ con pha. Chú trà ngon quá. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi đi. Ủa chú mệt hả chú? Chú mệt nằm nghỉ chú. Đứa đi chợ. Dạ. Chú nhức đầu. Rồi. Chú lên phòng trên ngủ đi chú ha. Đưa chú lên phòng nha. Thôi dẹp. Tao nằm đây cho rồi. Bị cũng đang cảm cảm này, nằm đây đằng sông hơi. Dạ. Ủa. Chú lên phòng nha, mà nó mở mấy lạnh. Mồ hôi ra đó cho nó. Dạ con quên, xin lỗi. Thôi ấy lo đi chợ đi rồi về nấu ăn đi. Ta chốc kêu ta dậy ta ăn. Đây là nhà của anh nè. Nhanh lên. Đây là nhà của anh hả? Nhà của anh đó. Trời ơi chết rồi. Nhà của anh sao bề bộn quá vậy? Bộ không có ô xin hả? Mai mốt em làm ô xin cho anh nha. Không. Anh nói thiệt á. Với lại anh biết sao, phòng khách này nè em thích chân hoa lắm. Hoa cho nó đẹp rất tươi. Muốn ngày nào anh cũng mua hoa tặng em hết á. Cái chỗ này nè, để hình cưới của hai vợ chồng mình nha. Ôi em lo xa quá, anh yêu em quá. Ngồi xuống chơi. Anh ơi vào đây đi, đừng có ngại mà. Trời ơi sao mặt anh nó dễ thương quá hả? Mặt khờ khờ khạo khạo sao đâu á. Nhà cửa em hơi bề bộn. Nhà em ở đây hả? Ừ nhà em đó. Anh đợi em chút xíu nha. Anh đợi em chút xíu đi. Đây đó em dọn dẹp cho anh đó. Đó anh ngồi đây đi cho nó mát nha. Trời nóng đừng có ngồi nệm. Biết rồi. Biết con trai này là ai rồi. Là tài xế của em phải không? Nè, anh nói em nghe, em mà kiếm tài xế là kiếm mấy người lớn tuổi chạy già. Chứ mấy con trẻ này nó chạy ẩu lắm, nó lo đạp ga không mà anh không đạp thắng. Yên tâm, mai này anh sẽ làm tài xế cho em. Anh sẽ đưa đón em, đưa em đi, rước em về. Bảo đảm lúc nào cũng bên em hết. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều nha. Thực sự là từ lúc mà có anh đến bây giờ, mỗi lần mà anh cất lên một lời nói là trong lòng em rất là xúc động đó. Trời anh ơi, em thương anh quá. Ban ngày mà chúng ta có thể nằm mơ được nhỉ. Xin lỗi anh vô nhà tôi mà anh nói hơi nhiều. Xin cho biết anh là ai? Tôi là... Còn cô kia cô là ai? Cô là ai mà cô ngang nhiên cô đường đột cô bước vào nhà tôi? Cô ngồi trong một cái ghế salon thiệt là dài như vậy. Cô là ai? Thì tôi là... Khỏi nói nhiều. Tôi là... Khỏi nói, bây giờ mọi người khỏi nói gì hết. Cứ theo như nguyên tắc đã thỏa thuận rồi. Ai về trước là có quyền tiếp khách tại phòng khách trước, thế thôi. Nhưng mà hôm nay tôi muốn tiếp khách của tôi ở đây. Vậy hiểu rồi. Vậy thằng này là... quên, cái anh này là chồng của em hả? Nói đúng câu và rõ nghĩa là chồng cũ. Tôi là chồng cũ, anh là chồng dự kiến chứ gì phải không? Tôi biết. Tôi giới thiệu rõ cho anh biết luôn. Tôi là người chồng cũ mà lúc nào vợ cũng nói rằng tôi là một người thiếu lịch sự, một người dở hơi. Hôm nay hay quá ha. Cô đem một người có hơi đó, có lịch sự đó, đem về làm chồng mới đúng không? Như vậy cái con này là... như vậy cô này cô là... Cô hỏi chanh chua, chát chúa, chảnh chè làm gì? Xin giới thiệu với cô, tôi là vợ cũ của anh này. Và tôi cũng không thể nào tôi chịu nổi. Chồng tôi ngày nào cũng về đây nghiến, hà hiếp tôi, rồi vũ phu với tôi, đánh đập tôi tàn nhẫn. Đánh đập là cô tự thêm nha. Không hề có đánh đập nha, tôi chỉ đai nghiến nói nhiều thôi nha. Trời ơi, đai nghiến nói nhiều còn hơn là đánh đập, hiểu không? Đã vậy hả, rồi suốt ngày chì chiết tôi đâu có thể nào tôi chịu nổi. Mà tôi là một con người suốt ngày phải đi làm mà làm có tiền để lo cho ai, lo cho cái gia đình này mà người ta không hiểu tôi. Người ta suốt ngày người ta đi đai nghiến tôi nhiều nữa. Cô đừng có nói ba cái chuyện đó, nó giống như một cái sự mà lòng vòng lẫn quẩn, điệp khúc làm hoài con không có được. Cô vô thẳng vấn đề đi, nghe đổi giai điệu mới, cha 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 đi. Tôi nói rồi, ai về nhà trước là có quyền tiếp khách ở phòng khách này trước, thế thôi. Nhưng mà tôi không muốn như vậy. Thôi bây giờ tôi thấy gì nè, hay nè. Thôi anh dắt cái cô gái này lên phòng ngủ anh tiếp đi. Rồi còn tôi là tôi với anh này ngồi với này.
Cái gì vậy? Cô ăn nói gì kỳ cục vậy? Cô không phải là gái tao đâu nghe chưa? Đừng có hạ thấp danh dự người ta nghe chưa? Cô đàng hoàng như vậy mà tại sao cô lại theo trai về nhà? Thì sẵn đó cô đi lên phòng ngủ luôn đi. Cần gì cô phải ngồi đây, đúng không? Cô sang trọng đẹp đẽ quá, dắt trai về nhà kìa. Trời ơi, em kêu anh là trai kìa, đừng nói tôi là trai nhảy nha. Thôi đâu, sao không nói nhiều nữa. Anh quá anh già mà anh nhõng nhẽo, mặt thấy kỳ quá. Anh mắc cỡ, nhìn tôi mắc cỡ anh quá. Thôi em, mình đừng nói nhiều nữa, bây giờ mình ra khỏi chỗ này. Đúng rồi. Chỉ đứng đây hồi có một trận bão xảy ra, mình bị cuốn trôi bằng những lời chanh chua chát khế, mệt lắm đi em. Đúng rồi. Khoan, đứng lại. Bây giờ trước khi mà anh muốn đi thì tôi muốn giải quyết một cái vấn đề rất rõ ràng. Đó là cái chuyện ly dị của chúng ta. Em muốn thế nào em nói đi, ngồi xuống em. Thì anh biết rồi đó, khi mà mình ly dị thì sẽ ra pháp luật, hai vợ chồng sẽ ra pháp luật. Và cái gia tài sẽ chia 50%. Mà hiện giờ chúng ta đang có một cái căn biệt thự và một cái công ty làm ăn rất là phát đạt. Mà nếu như chia đôi như vậy thì tôi nghĩ nó sẽ bị vụn mà nó sẽ bị nát đó. Nát nó dùng ra sẽ không còn gì nữa. Mà tôi nghe theo một cái tin là chú anh sẽ về đây và trao cho anh một cái số gia tài rất là lớn. Nên tôi muốn là chúng ta khi chia tay thì anh lấy cái căn biệt thự này và cái công ty đang làm ăn phát đạt. Còn tôi thì tôi lấy cái gia tài mà của chú anh đó, đưa cho tôi đó. Tôi quyết định như vậy có được không? Không có được đâu em. Anh nghĩ là cái công ty, cái nhà nó quan trọng hơn. Rồi bây giờ ông cái gì đó, ông khùng khùng điên điên gì đó, rồi ông đưa cái tài sản ông bao nhiêu thì sao, đúng không? Anh nói ai khùng khùng điên điên? Anh nhỏ cũng được phép hỏi mấy chú tôi nghe chưa? Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, bây giờ tôi muốn giải quyết một vấn đề rõ ràng. Bây giờ là cái chuyện vợ chồng mình á, là chia tay thì cái gia tài phải chia đôi. Nhưng mà tôi không muốn chia đôi, bây giờ tôi muốn lấy gia tài của chú anh. Còn anh thì lấy cái gia tài này. Thì anh thấy suy nghĩ của tôi và quyết định của tôi như vậy thì anh thấy như thế nào? Em muốn làm gì đó là quyền của em ha. Nhưng mà chú anh có hứa đó là sẽ cho gia tài cho hai vợ chồng mình, với điều kiện mình phải sống trong một gia đình rất hạnh phúc. Trời ơi, có gì đâu. Anh yên tâm đi, khi mà chú anh về đây thì tôi với anh sẽ hòa nhập lại thành một gia đình chồng rất là hạnh phúc. Có gì đâu nè. Nô tay kề mặt ấp đó, lúc nào cũng hạnh phúc bên nhau. Rồi khi chú anh đưa cái gia tài rồi mình nhận xong rồi mình lại chia tay. À, để hẹn chú anh về nè, đó cái anh với vợ anh ôm nhau vậy nè, giống đó, như tôi ôm nhau ôm vợ anh vậy đó. Hạnh phúc quá luôn. Công nhận hai người hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng của tôi à. Điện thoại. Bây giờ ai nghe? Ai nghe? Bây giờ nhà này ai nghe? Cô nghe đi. Đó, thấy chưa? Điện thoại mà cũng không muốn nghe nè. Chứ tôi nói cho cô biết trước nha. Cô nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng với chú tôi nha. Trời ơi, tất nhiên rồi. Chú là chú của anh, mà người là cho tôi gia tài. Tất nhiên tôi phải ngọt rồi. Có đâu mà phải anh phải dặn những cái điều như vậy. Alo, ai đó? Ủa? Chú hả? Trời ơi, chú về hồi nào vậy? Ôi trời ơi, trời ơi. Ủa sao con nghe nói là chú một tháng rồi chú mới về? Mà sao bây giờ chú đã bay về tới nơi rồi hả? Sao chú đáp cánh an toàn hả chú? Trời ơi, con mừng quá chú ơi. Chú về bình an còn vui dữ lắm rồi đó. Ờ sao chú? Ủa sao? Bây giờ chú đi về nhà liền hả chú? Trời ơi, sao nhanh dữ hả chú? Dạ được rồi. Dạ được rồi, chú cứ về đi rồi có gì tụi con lo. Dạ không có sao đâu chú. Dạ gì chú nha. Dạ con cướp máy. Dạ con chào chú. Dạ. Thôi, ê. Sao cô không đưa điện thoại với chú tôi? Ủa ai biết, tôi đâu biết. Mới nay tôi tưởng anh thích nghe điện thoại nên tôi đâu có nói. Bây giờ chuyện đã xong rồi mà anh yên tâm đi, 5 phút nữa là ổng đậu ngay tại chỗ trước nhà này nè. Em ơi, bây giờ thì là cái ông gì đó, ông chú gì của chồng em hả? Ông có giàu có chuẩn bị cho mình tài sản hả? Anh ơi, ông có giàu. Nhưng mà chết rồi anh ơi, không được rồi. Bây giờ thôi đi nhà. Cái chú gì mà hứa cho tiền anh mở công ty không? Vậy hai đứa mình làm đám cưới nha. Nhanh nha. Trời, anh kia. Chị kia. Trời quá ra là bây giờ ha anh. Bây giờ anh lấy người này, phong anh lấy cô gái này liền hả? Trời ơi, em có chồng, anh có quyền lấy vợ chứ sao, đúng không em? Đúng rồi. Cả cái cho họ lấy nhau đi, hai đứa mình mới lấy nhau được chứ. Đúng rồi. Sao em? Nhưng mà anh à, bây giờ em có ý gì nè. Chú em cũng sắp về đây rồi mà bây giờ anh đứng về á thì nếu chú em về biết được á chú em không có đưa gia tài đâu. Thôi bây giờ Honey phải chia tay với em nha, Honey về đi. Anh không muốn xa em. Anh không muốn mất em. Mệt chút đừng có nghẹn uống đi chứ họ. Trời ơi, đâu có làm vậy mà. Hay là cho anh ra ngoài trước cửa anh chờ em đi. Uống cà phê đá gì cũng được. Nè, tôi có ý kiến nha. Ban ngày tôi không có tốn tiền mua vé để coi phim nha. Anh làm cái phim hề với chú già nhõng nhẽo thế ớt vậy. Bây giờ vậy, mình đi về mình chia tay chút xíu đi. Rồi giải quyết gia đình anh xong rồi anh tới tìm em nha. Anh biểu em về hả? Ừ. Trời ơi. Anh lời anh đi anh thôi đi anh muốn ở đây này. Đi đứng đây. Mặt đi. Ủa anh.
Ây à. Ủa chú. Chú vô nhà chú. Chú mệt không chú? Ôi ngoại nó nắng gần chết bây giờ. Để qua đi đây con. Chú. Dạ con chào chú mới về hả chú? Chú mới về. Dạ chú. Bày tệ ghê. Dạ. Ta nói thiệt điện thoại cả nửa tháng trời không đứa nào đi đón tao trơn. Dạ chú. Tại vì thiệt tình là con tụi con sửa soạn không kịp mà tại chú cũng không báo nữa. Mà ảnh thì ảnh đang tắm, anh Tài anh đang tắm nên con. Tắm nào? Không, đang tắm. Tắm thì không biết chú về. Thôi về tới nhà được là khỏe rồi. Sao chú đợt này sao về tự nhiên bình dân quá vậy chú? Giản dị quá làm con thiệt có ai mà thấy chú Việt Kiều. Chú không muốn cho ai nhận ra chú là Việt Kiều vậy đó mà. Ôi, nhận ra gì? Nhìn thấy mà nhận tao ra Việt Kiều mới là lạ. Tao ngồi trên xe luôn, tao khai mà nó còn không tin. Tao đưa cái hộ chiếu ra mà nó nói ô ba cái đồ quỷ này làm 200 ngàn một nùi luôn. Chào chú vừa tính nha. Dạ chào chú. Tụi bay ở cái nhà sang mà người làm với tài xế cũng đẹp đó. Dạ. Cái người làm mà nó quất vàng trắng lên nên nó một cá cuộn dạ. Dạ làm mà sơn móng tay quá trời đó con, chủ nhà cũng đấu sơn gì đâu đó. Dạ. Chú về mệt đó chú. Chú cũng bình thường. Dạ nói nào ngài đang lý tại vì lâu rồi. Dạ. Nhưng mà bị chiến đó rồi chú cũng mắc đi lấy mớ hàng. Dạ thôi không gì. Dạ ngỡ ngàng hết. Ngỡ ngàng thấy tôi về ngỡ ngàng á. Dạ đúng. Giới thiệu cho mấy em biết tôi chuyên môn là buôn nọc rắn. Dạ ông bắt rắn chuyên nghiệp. Trời ơi dân chuyên nghiệp mà từ xưa tới giờ ha, rắn mà nọc độc cỡ nào á. Dạ xa ra. Xa ra vui lắm người làm vui. Rắn sợ chơi rắn sợ vậy. Xa ra nói mày nghe cái mồi này á là tao thấy không được. Ủa sao vậy tôi người làm với tài xế mà hai đứa làm y như cặp nhau hay sao? Hả? Không có. Của gia đình mình đi làm của gia đình. Dạ của gia đình mình đó chú. Dạ. Thôi được rồi. Chỉnh nha chưa? Mày bóp tao đau. Dạ dạ dạ. Đau. Tức người làm mà con dần chú tội nghiệp chú. Dạ. Đang giới thiệu thân thế cho hai đứa này nó biết. Dạ. Thì gia đình dòng họ mình biết hết rồi. Dạ. Nói nào ngay tôi là buôn bán mật rắn. Dạ. Bởi vậy mà rắn nó độc lắm nha. Nhưng mà tôi nói nọc mà nó độc cỡ rào qua tay tôi là phải trị hết. Hết trơn hết rồi. Đó. Bởi vậy tôi nổi tiếng mấy chục năm nay đâu mà. Tôi nổi tiếng mấy chục năm nay. Giờ tôi có bao nhiêu đại lý mà châu Âu, châu Á. Bây giờ tôi đưa tuốt qua Mỹ Quốc. Chú đợt này chú đi về mệt hả chú hả? Thì cũng mệt thì có mệt. Nhưng mà có một cái chuyện vậy mà thử ta mới về. Đó là về á đặng làm cái giấy tờ chuyển hết cái tài sản của tao cho tụi bay. Con mèn ơi, tiền hay là tài sản gì chú ạ? Mày hỏi cái trước que, tiền nó cũng là tài sản mà tài sản nó cũng là tài sản. Dạ con mừng quá, dạ con rối. Mày mừng hả? Dạ không á, con vui đó chú về con vui. Dạ chính vì cái tính tình đó mà vợ chồng con nó mới vui như vậy nè, hạnh phúc như vậy. Hai đứa bay hạnh phúc là được. Anh ngồi đi ngồi vậy tới gì chứ? Chú đi khám bệnh. Dạ. Rồi bác sĩ nói chú bệnh, chú bệnh gì chú? Cái bệnh này nó cũng khó trị lắm con. Dạ. Chà, nó khám xong nó nói tao tá quả tâm tinh hết. Nó nói gì chú? Tại cái bệnh này chú nghiên cứu lâu rồi. Đây nè, đó có cái giấy bác sĩ đây. Dạ đưa con coi. Em biết gì mà coi? Anh thì mày biết. Cái gì vậy? Hả? Vợ chồng nói nhau là phải nói nhỏ nhẹ. Đâu mà hằng học nhau dữ vậy? Dạ xin lỗi chú, hôm nay con mệt con lớn tiếng với vợ con. Anh không. Xin lỗi em nha. Anh hả? Anh bao nhiêu lần anh hiếp con hoài chú buồn đó, lắm. Đó, không có được như vậy. Anh xin vợ chồng như vậy nó mới không có hạnh phúc đó. Để cái nhận. Gì đó, nó phải nhỏ nhẹ rồi đó. Nói như dạ, đó vậy đi. Dạ. Nóng quá, nay trời nóng quá, ngồi không có miếng nào. Gió trơn mà đứng gì cho nó thoáng. Đây nè, chú nói con nghe. Vợ chồng đó là phải nhỏ nhẹ, có chuyện gì phải đem ra bàn thảo với nhau. Dạ. Rồi cùng nhau giải quyết, chứ không có la lối nạt nội như vậy. Rồi nó dẫn tới ẩu đả, gây lộn ẩu đả đồ này nọ, rồi mất hạnh phúc hiểu không? Dạ. Vậy đúng rồi đó, trời công nhận chú hay quá, chú tâm lý quá trời luôn vậy đó. Chắc là hồi nhỏ chú cũng thích tình nhiều lắm ha.
Để cái này đó, kẻ ăn người làm mà vậy đó. Sao cái nó leo không làm sao vậy, không biết sao kỳ cục vậy. Nhưng mà nói cho chú em nghe, lỡ chú em nói tôi nói luôn, nói đúng ra là cũng có ngày xưa cũng yêu đương dữ lắm, nhưng mà cũng thành bại đôi lần, nhưng mà chữ thành thì nó ít hơn chữ bại. Nói chung là phải dùng vô một cái từ về tình yêu của tôi, phải dùng vô là chữ liệt. Không còn cái gì để nói nữa. Nói đúng ra cũng tính lấy vợ, nhưng mà vướng vô cái bệnh này nè, cái rồi thôi, nghĩ có con có cái rồi mất công sau này nó mồ côi nữa, cái thôi luôn. Đó, chú ơi, chú ơi, bây giờ vậy con tính gì được không chú? À, con sẽ đi tìm cho chú một vị bác sĩ, người ta về đây ta lo, ta săn sóc cho chú. Ở đây bác sĩ tốt lắm chú à. Không cần dạ, con ơi. Dạ. Thôi, chú ơi, cần. Mà cái bệnh này là bệnh gì mà sao thiệt con đọc con không hiểu một cái chữ gì luôn á chú ơi. Chú coi thử coi. Chứ ta đọc ta cũng đâu có hiểu gì đâu. Coi ừ. Coi chứ có hiểu bà gì đâu. Nhưng mà nói chung là có bệnh. Có bệnh. Đúng có bệnh. À vậy dạ, đi. Có bệnh. Bệnh vậy à. Bây giờ cái gia tài sao trời. Chú thì đây nè, bây giờ tao về là tao mới giải quyết cái gia tài này cho tụi bay. Tao để hết tất cả những cái gì tao dạ. Có lại cho tụi bay. Bị chú không con, không cái, không gì hết đó. Dạ. À, chân mặt trái tài. À, tài xế với lại cái cô ô xin này cứ vậy hoài à. Chú tôi về mà cứ đứng vậy hoài sao được. Phải cách nhau ra giùm tôi cái đi. Em này nữa, em người ở này nữa, đứng gần tài xế và đứng qua đây đi. Nhìn lên, đứng gần gần nhau rồi thấy nên chú ngồi con. Dạ. Vậy tụi bay chia nhau quản lý hả? Dạ, chia nhau quản lý là con chạy tài xế này. Con trai thì quản lý con gái. Dạ. Con gái thì quản lý con trai. Dạ. Vậy rồi đứa nào trả lương? Dạ, ông chủ trả lương. À, đây phải chủ trả lương. Dạ, đúng rồi. Cũng hay, dạ. Cái phương pháp này cũng hay. Mỗi đứa lo một đầu lương vậy, nó không có mắc công thắc mắc nhau. Dạ. À. Ngồi đi. Dạ, con ngồi trên cái cạnh này mới đúng chứ. Con ngồi chủ ngồi cao hơn chứ. Người làm không có sáp sáp vô chủ vậy được. Đi qua người cái chỗ mình đứng là chỗ nào chứ? Em nữa, vợ qua đây, vợ chỗ người làm phải đứng với nhau, mình vợ chồng thương yêu nhau phải đứng sát gần nhau. À, về đi đây nè, đó tôi để cách hai cái gối gì đây nè, đó cô ngồi bên này đi, còn anh tài xế kia ngồi kia đi cho an tâm, ấy cho nó rõ ràng chứ không còn để chú tôi đánh giá. Mày nè, thôi xong chưa? Dạ, xong. Giải quyết vấn đề hai đứa này xong chưa? Vậy đổi gì? Dạ xong. Bây giờ tao về đây có hai cái mà cái hồi nãy tao nói rồi. Còn bây giờ tụi bay biết bữa nay là ngày gì không? Dạ, bữa nay là cái kỷ niệm mà ngày mà năm ngoái chú về đây chú đi bắt rắn đúng không? Mày bà, đợt trước là cái mùa đó mùa mưa, mùa này không có mưa. À con nhớ rồi, là kỷ niệm cái ngày mất lần thứ trăm mấy cô giáo con đúng không ạ? Mất mới ảnh hưởng tới gia đình này. Ủa sao là cái gì? Cô mày mất thì gia đình nó lo. Dạ. Mất mới ảnh hưởng tới gia đình tao. Ủa, con quên hết. Bởi tao nói tụi bay hời hợt ghê vậy. Bữa nay đó là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mày. Tao về kỳ này tao không thấy hình bóng của vợ chồng mày treo một tấm nào hết trơn hết rồi. Dạ, hả? Không phải, chuyện là gì chú ơi? Thật sự là ở đây ta bụi quá, đi đường phố nó bụi quá. Rồi con cứ sợ cái hình nó cũ. Rồi cái con mới quyết định con tháo cái hình. Con lấy cái mền con trùm lại cất ở trong tủ rồi. Rồi, được rồi. Dạ. Đấy, ấy là đem mấy cái hình nó treo lên lại y cũ cho tao. Dạ. Cái thứ hai nữa đó, chú muốn nói là ngày xưa đó, khi tao cũng còn nghèo, hai đứa bay lấy nhau trong cái cảnh nghèo, chú làm mấy mâm cơm đãi bà con, thấy không? Thì bữa nay kỷ niệm lại cái ngày cưới tụi bay à, giờ làm sao coi được hả? Đi nhà hàng, mình đi nhà hàng đi chú. Ra nhà hàng hả em hả? Thôi đừng có ăn nhà hàng, tôi không thích ăn nhà hàng. Đúng rồi. Đại tàu bộ đại mày à, thích hồng thích con xin. Bà ô xin mà bà làm quá. Nhưng nhỉ vậy? Cũng ăn ở nhà. Đúng rồi, ở nhà chú. Coi, hai đứa từng nhí nhà với nhảnh. Tụi bay mướn hai đứa này thì tao không hiểu được luôn. Nhưng mà đúng, tao không muốn ăn nhà hàng. Ủa, tao sao? Muốn tụi bay trở lại cái thổ hàng di vậy đó. Thích vậy đó, ôm lại kỷ niệm vậy đó. Bây giờ đó là đi chợ mua đồ về nấu ăn, hiểu không? Ăn ở nhà là một mâm ở nhà vậy thôi. Mà nãy giờ tao khát nước quá, vô nhà không có miếng nước đâu. Dạ con đi, rót nước. Dạ, được rồi, nước cho chú Tư uống nha. Thôi, đến lại đây. Để tụi con đi. Thôi khỏi. Dạ. Vậy mướn người làm về làm kiểm ha. Dạ chân chơi vậy đó chứ không có sai lạc. Dạ quên. Ô xin đi làm đó kìa. Vô lấy nước cho tao.
Anh nói con ô xin quá, anh đi làm đi. Anh lấy nước. Anh đi làm đi. Bay á, tập riết rồi người làm rồi coi lờn mặt không à. Mấy bữa lạ lắm chứ hôm nay mệt, vợ chồng con mệt quá. Thiệt, mà hôm trời nạt nữa, quánh dữ lắm luôn á. Nước ra, nước ra, dạ, nước ra. Cái gì vậy? Nước. Dạ, dạ mời chú Tư uống nước. Dạ, dạ. Mày mời nước á hả? Con này mày mời nước á hả? Mày mời nước mà vậy á hả? Nước nè. Mời ai? Mời chú Tư. Nhẹ nhàng thôi. Một mình tao giọng hai ly đó rồi chỗ nào chứa? Đâu có, tao thấy hai đứa này nó mệt nè. Bây giờ thằng này mời nước cho thằng này, con này phải bưng nước mời con này. À, hai đứa bay. Mời chủ, mời chủ, mời chủ. Đưa hai tay đàng hoàng. Đi qua bên này. Mời bà chủ. Hai. Cảm ơn. Mời thằng này. Mời thằng này chứ không mời nó. Dạ. Con lộn. Nam lo cho nam, nữ lo cho nữ, nó hiểu tâm lý nhau, nó lo nó khỏe hơn. Tôi muốn uống nước, lúc này tôi muốn uống nước. Nước, nước, nước. Mời ông chủ. Cảm ơn. Mời đi. Hay quá, thu này phải trả thôi hả? Thu này phải trả thôi. Nè, sao đưa bàn tay vậy? Còn tay nữa đâu? Nước nè. Nước mà dằn mặt vậy đó hả? Mời nhẹ nhàng. Nước nè đó. Mời chị uống nước. Mời chị uống nước. Đó, vậy phải tươi không? Nó xin mà dằn mâm sát chén thì đó chú. À, uống đi. Nó bực bội lắm. Chà, sợ có người giết hắn thay ta. Nghe mời nước xong ta ra mồ hôi ta khát. Hai con có thể cho chú xin một ấm trà được chăng? Dạ con lấy trà, con lấy trà. Đây, đây, con đi con nấu trà. Để dạ. Tụi nó làm. Tập cho nó quen. Cho chú ấm trà. Còn hai đứa bay đó, lo cái vụ này nè. Tụi nó lo trà còn bay, lo cất cả vali. Tiền. Vali, tiền hả? Tiền bạc nhà, ta bán nhà bán cửa tiền bạc biết bao nhiêu ở trong đó. Bán nhà bên mẹ bình dạ. Mẹ bình luôn hả? Đem lên bỏ trên lầu cho tao nha. Được rồi, trời nó nặng quá kém. Hai đứa đi lo cho bác bình nước đi con. Để nó đi, để nó đi. Dạ. Để đây đi, để đây đi. Để con cất cho chú Tư nghe, con bảo vệ nó cho. Nhà có người làm mà bề bộn quá, bay coi lại sao chứ nhà cửa có hai vợ chồng rồi. Con cảm dạ. Ơi. Người làm nhà con cũng nhiều việc quá đi nên nó không có không, sợ bay đó. Tập như vậy là không được rồi. Chú thấy vậy là không được. Dạ. Còn vợ chồng á lo lắng, mày á nó không rành thì mày phải chỉ cho nó. Dạ. Không? Còn con này á có cái gì mày nhắc nhở chồng mày. Có đâu mà ta thấy cái này có bộ không ổn. Tao điện về bên kia nói chuyển thêm mới vàng về coi. Chuyển thêm vàng nữa hả? Chuyển thêm vàng nữa hả chú? Vậy là có vàng. Có vàng nữa. Hello. Đứa nào á? Cảm ơn nha, cảm ơn. Giỏi. Sao chú, Hết vàng rồi. Vàng muốn có hết vậy? Có đó hết rồi chú. Vậy chú biểu nó đào, chú không biểu nó đào thôi vậy đó. Lâu gọi về hỏi thăm. Nói cho bay nghe nè. Chú là coi như là cái đời của chú là coi như là tới giờ này tao để hết cái gia tài này lại cho tụi bay á là bị tao đơn thân độc mã. Dạ. Còn vợ chồng con là chú chỉ mong muốn là hai đứa bay yêu thương đùm bọc nhau, vốn liếng tao cho bao nhiêu đó rồi giữ lại, thấy không, gây dựng cái hạnh phúc gia đình. Cái hạnh phúc gia đình nó khó tìm lắm chứ không phải đơn giản là hai đứa lấy nhau là hạnh phúc đâu ha. Dạ khó lắm. Dạ tụi vậy con đi. Ráng dạ. Giữ vậy chú. Dạ. Mời con mời chú. Cảm ơn con đó. Dạ. Vậy phải lịch sự vậy mới được á. Uống nước đi, uống nước đi. Dạ uống nước. Chú uống nước trà đi ạ. Dạ con pha không chú. Trà ngon quá. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi đi. Ủa chú mệt hả chú? Chú mệt nằm nghỉ chú. Thôi đó hả? Thôi đứa đi chợ. Dạ. Chú chú nhức đầu. Thôi chú lên phòng trên ngủ đi chú ha. Đưa chú lên phòng nha. Thôi dẹp. Tao nằm đây cho rồi. Bị cũng đang cảm này nằm đây đằng sông hơi. Dạ. Ủa chú lên phòng qua cho nó mở mấy lạnh. Dạ dạ. Ra đó cho nó dạ hết. Con quên xin lỗi. Thôi ấy lo đi chợ đi rồi về nấu ăn đi. Ta chốc kêu ta dậy ta ăn. Hay là chú Tư bị trái múi giờ cho anh dễ ngủ vậy đó. Đúng rồi, hèn gì nó sao ngủ nhanh quá vậy. Đó. Trời, tôi kiểm tra một xíu nha. Này hiểu quá. Thôi con lép mà tỉnh mơ. Hiểu nghiệm quá. Cái này không phải là trái múi giờ mà trái ý trời. Là sao? Ôi, thì là sao? Cho họ uống thuốc ngủ. À, em đợi cái gì? Cho uống thuốc ngủ. Em nói gì? Đúng rồi.
À, anh nội cung cấp thuốc ngủ, đây là pha chế đó. Hãy cho ổng uống thuốc ngủ thôi. Trời, ổng có như quỷ vậy, bắt đóng kịch hoài, tự nhiên tôi đi làm ô xin hoài vậy hả? Đúng, bằng còn bắt tôi làm mà tài xế hoài sao? Đúng không? Bây giờ nè, ổng ngủ rồi, còn tài sản nó vali mình chia liền. Đã được, không được không được gì đâu. Anh nào từ đi em cứ để đi, em để anh cái anh à, bình tĩnh đi chị, cũng bình tĩnh đi, từ từ mà. Cái gì vậy? Sao tự nhiên gia tài của gia đình tôi nó ổng thức dậy không có chia được? Nhưng gia tài của gia đình tôi mà sao tự nhiên phải chia thôi, để anh với em có tiền mới cưới nhau được, còn hai người mới có tiền mới cưới nhau được, đúng không? Đúng rồi, thì vợ chồng mình nhưng hai mặt phải cạnh nhưng mà không được, được làm chú tư là nó bắt sao sao lại lấy lừa tôi đứng bển em lấy vàng đưa cho anh chia cho sao vậy? Gia đình tôi cái gì vậy? Cái gì đâu vậy? Em vàng vàng ta vàng đủ đâu đấy gia tài mà rắn không vậy nè? Trời, sao gia tài gì rắn không vậy? Chân rung rinh. Gia tài của tao là rắn mà. Ủa chú? Tao sống bằng nghề rắn. Ủa chú không ngủ hả? Chú có bị phê thuốc hả? Phê con khỉ á, nguyên ly này tao quất vô còn chưa phê đó, tao mới ngắm vô phê vậy. Ủa, sao mà chơi trong ba ly của chú rắn không vậy chú? Gia tài của tao đó, gia tài của tao là mấy con rắn này. Nhờ nó đó, nhờ nó mà tao sống được bao nhiêu lâu nay rồi. Mà cũng nhờ nó đó, cũng nhờ nó mà tao mới biết hai đứa này đó. Ủa chú, sao chú không đưa vàng bạc về, chú đưa rắn về không vậy chú? Gia tài tao như đó rồi. Anh ơi cứu em, anh ơi. Em ơi cứu anh, cứu anh em đi mình ơi. Anh cứu, cứu, cứu em, con cứu, con cứu. Để ra chú, con cứu mà. Cứu con khỉ, hai vợ chồng mày cứu hai vợ chồng nó hả? Ủa vậy là phải, nàng cặp này, hai người hai cặp. Hay quá, làm sao mày ranh bằng tao được. Tao để ý hai cái đứa này một tháng nay rồi. Hai đứa nó là hai vợ chồng đó, mày biết không? Hai vợ chồng? Hai vợ chồng hôn thơ hôn thú đàng hoàng, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh lương gạt. Anh là cái đồ lưu manh. Đồ lương gạt, tôi sẽ giết chết cái người này. Rồi giết đi. Nọc rắn này là đủ chết rồi. Ngồi xuống. Cũng tại hai đứa bay, cũng tại hai đứa bay đèo bồng, cũng tại hai đứa bay nhẹ dạ cả tin mơ mộng một cái cuộc sống mà nó không có thực tế. Có gia đình rồi, không lo chăm chút cái gia đình, lo đi bồ bịch mèo mã gà đồng. Hai cái đứa này nó lợi dụng cái lòng đó con của tụi bay đó, nó nhào vô đứa này thì cặp đứa này, đứa kia cặp đứa kia, đặng nó hốt của nó đi. Chú ơi, cô vợ chồng biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, con xin lỗi chú. Anh tôi nọc nó chạy lên về tim mà nọc cho nó chạy cho nó chết hết đi. Đừng chú, yên tâm đi, nó không có chết bây giờ đâu. 24 tiếng đồng hồ sau tụi bay sẽ thấy nguyên một cái suối vàng, và lúc đó tụi bay chỉ ăn nhang và ăn vàng. Chú ơi, con xin thứ gì đâu nè, tao nói cho tụi bay nghe nha, nọc rắn độc đó nghe, mà mình phát hiện sớm á là mình còn cứu chữa được. Còn cái hạnh phúc gia đình mà nó bị nhiễm độc rồi đó ngăn, thì không có cái thuốc nào có thể cứu chữa được nữa đâu. Dạ. Chú ơi, giờ con biết lỗi rồi, chú lắm rồi. Biết lỗi chưa? Dạ. Chú cứu giùm con bây giờ, nọc nó chạy về tim mà chậm chậm. Dạ, chú ơi, cứu đi, chú ơi, chú cứu. Trời, chút xíu đi. Chú ơi, à. Gì chú? Trời ơi, thôi chết đâu. Trời ơi. Rắn nó tao lấy hết nọc rồi, rắn không có chết đâu. À.